الخامس من أركان الإيمان. Và trụ cột thứ năm trong những trụ cột của đức tin. الإيمان باليوم الآخر. Đó chính là tin tưởng vào ngày phán xử cuối cùng. كيف نؤمن باليوم الآخر؟ Và làm thế nào để chúng ta tin tưởng vào ngày phán xử cuối cùng؟ نؤمن بكل ما جاءنا فيه الخبر من الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت. Và chúng ta tin tưởng vào tất cả những điều đã được nhắc đến, đã được mặc khải trong Thiên Kinh Quran nói về ngày phán xử cuối cùng và những điều sẽ xảy ra sau khi chúng ta chết. خروج الروح. Đó chính là việc hồn của chúng ta sẽ xuất ra. ثم عودة الروح للجسد بعد أن يدفن. Và những linh hồn đó sẽ quay trở lại thân thể của chúng ta sau khi chúng ta khâm liệm. يسأل عن الأسئلة الثلاثة في القبر. Và chúng ta sẽ được hỏi về ba câu hỏi khi mà chúng ta ở trong ngôi mộ. البعث بعد الموت. Chúng ta được phục sinh sau khi chúng ta chết. ومحاسبة الخلائق. Việc xét xử những cái việc xét xử những tạo hóa của Allah Subhanahu wa ta'ala. الجنة النار. Thiên đàng và địa ngục. كل شيء مما يكون بعد الموت هو من الإيمان باليوم الآخر والركن الخامس من أركان الإيمان. Tất cả những điều xảy ra sau khi chúng ta chết đó chính là đức tin vào ngày phán xử cuối cùng. Yeah.